Các bạn khỏe không? Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và an lành nha. Các bạn ơi, đi Sài Gòn ăn phở không? Nói giỡn với các bạn thôi chứ gia đình mình đang ở nhà hàng Việt Nam có tên là Phở Sài Gòn ở thành phố San Antonio. Hôm trước mình đã ăn phở ở đây rồi, phở ở đây rất là ngon. Hôm nay mình quay lại để mình muốn xem thử là cái món bún bò Huế ở đây ngon như thế nào để review cho các bạn xem nha. Không gian quán ở đây rất là đẹp nha các bạn. Còn phục vụ ở đây thì rất là dễ thương và lanh lẹ. Đây là những cái tô phở mình gọi cho mấy đứa con của mình ra rồi đây. Bạn nào mà có đi du lịch ở San Antonio thì nhớ ghé quán này nha. Quán này bán đồ ăn rất là ngon, bán đầy đủ các món luôn các bạn. Phở, bún bò, gỏi cuốn, rồi cơm chiên, rồi bánh mì. Rồi nói chung lại là tất cả các món đều ngon nha các bạn. Ngon quá, thơm quá. Này là món bún bò Huế, món đặc sản của người Huế nha các bạn. Tôm á, mùi bún bò rất là thơm. Very good. Để làm những video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Bye bye.